Xin chào các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình hướng dẫn add Gmail vào Outlook 2019. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào Gmail. Sau khi đăng nhập vào Gmail, các bạn nhấn vào cái hình bánh răng Setting ở bên góc phải. Các bạn chọn Setting. Các bạn chuyển qua mục Forwarding. Ở cái mục Bob Download, các bạn chọn vào Enable Bob. Mục này có nghĩa là nó sẽ tải tất cả những cái mail có trên server xuống Outlook. Ở cái mục số 2 là When Message, các bạn chọn là Keep Gmail Copy in the Box. Nó sẽ lưu lại những cái email trên server sau khi tải xuống Outlook. Ở cái mục IMAP Accept, các bạn Enable IMAP. Sau đó các bạn chọn Save Change. Sau đó các bạn truy cập vào quản lý tài khoản Google của bạn. Các bạn nhấn vào cái mục tài khoản ở bên góc phải ở phía bên trên. Các bạn chọn Manager Your Google Account. Tiếp đến các bạn chuyển sang cái mục Security. Các bạn kéo xuống. Ở cái mục Let Skill App Access, các bạn turn on lên. Chọn turn on. Chọn on. Cái lựa chọn này là nó cho phép cái ứng dụng kém an toàn truy cập vào cái Gmail của bạn. Google nó xem cái ứng dụng Outlook là cái ứng dụng kém an toàn nên các bạn phải enable nó lên. Sau khi enable lên, Google nó sẽ gửi một cái email thông báo là các bạn enable cái ứng dụng kém an toàn. Tiếp theo các bạn mở ứng dụng Outlook 2019. Ở mục Address Mail, các bạn nhập cái địa chỉ email của bạn.
các bạn chọn Advanced Option, đánh dấu check vào Let Me. Chọn Connect. Ở đây có hai cái giao thức để mình lựa chọn là giao thức BOB và IMAP. Giao thức BOB có nghĩa là khi mình log mail xuống Outlook thì mail trên server nó sẽ được xóa đi. Giao thức IMAP khi các bạn log cái mail xuống Outlook thì nó sẽ lưu những cái mail đó ở trên server. Khi các bạn truy cập vào mail server, xóa cái mail đó đi thì nó mới mất cái mail. Ở đây mình sẽ chọn cái giao thức là BOB. Các bạn điền password. Chọn Connect. Như vậy là Outlook nó đã được add thành công. Các bạn chọn Done. Gmail nó đã gửi cái thông báo về cái mail test thành công. Tiếp theo các bạn vào File, Account Settings. Chọn Account Setting. Ở mục Email, các bạn thấy là giao thức mình chọn là BOB. Cái thư mục lưu cái file mail này là ở ổ C. Các bạn có thể thay đổi sang cái ổ D hoặc ổ E. Cái file BST này nó chứa những cái mail nó đã load từ Outlook xuống. Các bạn nhấn vào cái địa chỉ mail, các bạn chọn Change. Thì ở cái mục Mail Setting, các bạn chọn vào Remove from Server là nó sẽ lưu trữ cái mail của mình 14 ngày ở trên server. Các bạn có thể xem những cái mail đó bằng điện thoại hoặc iPad. 14 ngày sau thì nó sẽ xóa cái mail trên server đó. Các bạn có thể thay đổi cái thời gian này nhiều hay ít là tùy các bạn. Ở đây mình để theo mặc định là 14 ngày sau nó sẽ xóa mail trên server. Chọn Next. Chọn Done. Các bạn chuyển qua cái tab Data File. Các bạn chọn Open File. Đây là cái thư mục lưu cái file mail của mình. Ok, video hướng dẫn add Gmail vào Outlook 2019 của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.